Xin chào cả nhà nha, xin giới thiệu đến cả nhà dòng tranh sơn mài với kích thước là 15x20. Đây là tranh đồng quê ha, phong cảnh Việt Nam, rất thích hợp để mọi người trang trí nè hay làm quà tặng nha. Tranh được làm từ gỗ MDF của Malaysia nha mọi người. Kích thước của tranh là 15x20. Tranh có kèm móc treo đằng sau luôn, nhưng mà mọi người muốn mua để bàn thì shop có bán kèm chăn đế luôn ha. Giá của tranh là 150.000, nhưng hiện tại shop đang sale còn có 95.000 một tấm thôi. Đây là tranh sơn mài nha mọi người, tranh sơn mài được làm bởi xưởng sơn mài Thanh Bình Lê của làng nghề sơn mài Tân Bình Hiệp nha. Mọi người có nhu cầu mua tranh thì có thể liên hệ theo số điện thoại shop để bên dưới ha. Để mọi người có thể xem đây, phong cảnh làng quê Việt Nam rất là đẹp luôn. Kích thước của tranh là 15x20 nha mọi người. Bình thường giá của tranh là 150.000, nhưng hiện tại shop đang sale còn có 95.000 một tấm. Tranh sơn mài của shop thì được bảo hành 5 năm luôn nha mọi người. Ai có nhu cầu mua tranh thì liên hệ theo số điện thoại shop để bên dưới ha.